xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của đầu đinh. chắc hẳn là trong cái quá trình sử dụng điện thoại smartphone đi, nhiều bạn có nhu cầu cũng giống như mình đó là dùng hai facebook, dùng hai zalo, dùng hai instagram. thì uh, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể dùng được hai ứng dụng facebook, hai zalo, hai instagram và uh, nhiều ứng dụng khác. thì ở trên chiếc điện thoại xiaomi này thì các bạn không cần cài bất kỳ một phần mềm nào hết. các bạn có thể mặc định dùng được hai uh, ứng dụng luôn các bạn nhé tối đa là hai ứng dụng đó. <laughs> để sử dụng đầu tiên như sau các bạn cần cài đặt các ứng dụng mà các bạn cần sử dụng ở đây mình đã được cài sẵn Zalo Facebook và Instagram rồi sau đó các bạn truy cập vào phần setting này cài đặt này các bạn kéo xuống bên dưới cho cùng cho mình thì nó sẽ có cái mục nó hiển thị là ứng dụng kép các bạn kích vào đây đó thì trên này nó hiển thị toàn bộ những ứng dụng các bạn đã cài đặt trên máy của các bạn thì các bạn muốn nhân đôi ứng dụng nào thì các bạn hãy tích vào ứng dụng đó ví dụ như mình muốn nhân đôi Zalo này đó và mình muốn nhân đôi Instagram này đó bây giờ mình quay lại này thì các bạn có thể thấy là ngoài ứng dụng Zalo có sẵn này thì nó có thêm một cái Zalo có biểu tượng màu vàng vàng bên cạnh và Instagram cũng vậy ngoài ứng dụng chính thì nó có một ứng dụng Instagram khác và có biểu tượng màu vàng thì cái biểu tượng màu vàng này nó sẽ thể hiện là cái ứng dụng được nhân đôi các bạn nhé thì tương tự tương tự như vậy những ứng dụng khác ví dụ như là Facebook như vậy thì Facebook thì các bạn cũng có thể là nhân đôi ứng dụng bằng cái cách như vậy đó zalo này đó zalo một này các bạn thấy không đó zalo hai này đó thì các bạn đã có thể đăng nhập được hai zalo trên chiếc điện thoại của các bạn rất là hay luôn đó hai zalo liền thì để phân biệt giữa zalo một và zalo hai thì các bạn chú ý giúp mình cái biểu tượng màu vàng ở bên cạnh cái icon nhé và khi ở trong phần đa nhiệm cũng vậy các bạn có nhìn cái biểu tượng này để các bạn biết cái nào là nhân đôi và cái nào là cái chính ok Uh, còn nếu mà khi các bạn muốn xóa cái ứng dụng của nhân đôi đi thì các bạn làm thế nào cách 1 thì là các bạn vẫn xóa như bình thường các bạn nhấn và giữ vào cái biểu tượng ứng dụng các bạn kéo vào đây sau đó các bạn chọn gỡ cho mình đấy là cách thứ nhất thì khi uh, thì nó là cách gỡ thứ nhất đó thì khi các bạn vào đây thì các bạn thấy cái dấu tích ở đây nó không còn nữa Cách thứ hai đó là khi các bạn uh, có thể các bạn truy cập vào phần uh, cài đặt này ứng dụng kép này sau đó các bạn tắt đi ở đây, ví dụ như mình không dùng Facebook nữa, mình tắt đi ở đây. Đó, ok. Đó, trước khi xóa nó sẽ hỏi là gỡ cài đặt ứng dụng kép sẽ xóa tất cả dữ liệu ứng dụng thì các bạn chú ý nhé, tất cả dữ liệu trên ứng dụng sẽ bị mất hết đấy. Ok này. Thì khi các bạn quay lại màn hình chính thì cái ứng dụng Facebook của các bạn nhân đôi, được nhân đôi nó lại biến mất rồi. Đó thì rất là tiện và hay luôn à, theo mình được biết thì những cái máy Android khác hoặc cái những cái máy iPhone ấy thì các bạn cần phải cài đặt rất là nhiều uh, bước và sử dụng nhiều phần mềm khác nhau thì mới dùng được ứng dụng nhân đôi còn tuy nhiên ở trên chiếc điện thoại Xiaomi của Trung Quốc thì họ đã tích hợp sẵn cái tính năng ứng dụng kép ở trong hệ điều hành của họ rồi rất là tiện cho các bạn sử dụng hy vọng là cái thủ thuật này của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong các quá trình sử dụng những cái ứng dụng ở trên điện thoại các bạn nhé có một điều mình muốn lưu ý cho các bạn nữa là ngoài những ứng dụng à, tất cả không phải là những ứng dụng Facebook Zalo mới nhân đôi được đâu các bạn nhé những ứng dụng các bạn cài vào trên máy thì nó đều nhân đôi được nó rất là hay luôn cái video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc rồi nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì đừng quên ấn like share và cho kênh của mình một subscribe kênh để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay hơn nữa nhé còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần tới